thiệu cả nhà một món ăn này nè, rất là quen thuộc với những người hồi xưa cả nhà. Nè, khô quẹt á, bữa nay em sẽ làm chả khô quẹt nha. Cái này là em bỏ nước mắm thôi nha, nước mắm với bột ngọt với đường với dầu ăn vô đây rồi nè. Tại vì hồi xưa em nghe bà nói hồi thời chiến tranh đó đâu có cơm gạo gì ăn đâu, hồi xưa là phải đào cửa hũ chuối mình chấm với khô quẹt này mình ăn nè, đặng no quá chứ đâu có cơm đâu ăn. Bây giờ em với cả nhà cùng đi nấu món khô quẹt chấm cửa hũ chuối nha cả nhà ơi. Ngọt thiệt. Có chưa? Mà củ hủ ăn ngọt thiệt. Giờ mình chặt mình em vô tẩm được. Bây giờ em đã ấy củ hủ chuối rồi, giờ em đi kho khô quẹt nha cả nhà ơi. Em kho quẹt và ăn thêm chiếc củ hủ chuối. Bây giờ em sẽ nhúng lửa nha cả nhà ơi. Kho quẹt là em chụm lửa riu riu rồi nha cả nhà ơi. Em kho riu riu gì nè nó mới ngon chứ mình kho áp nó không ngon.
cho em ăn thử thử nó như thế nào. Chuối, củ thử chuối này nè, mình chấm quẹt ăn ngon lắm cả nhà, ngọt lắm, ăn ngọt ngọt ngon. Ngon hơn nữa. Vậy em ăn xong em chào tạm biệt cả nhà nha.